Hello anh chị, em An đang có mặt tại Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Em An đang có mặt tại nhà chị gái chủ xe. Và bên em vừa mua được một em Kia Cerato bản Luxury sản xuất 2021 anh chị nhá. 2021 màu đen. Rất là đẹp luôn. Đây cho anh chị tham quan ô đồ của em xe này. Mới chạy có 7.843 km thôi. Em này là bản Luxury 6 nhá. Sẽ trang bị cho anh chị ghế điện này, cửa sổ trời. Đã, mua em xe này lại được chị gái tặng cho một bình xịt cồn và một hộp kẹo. Hai chiều điện đầy đủ đây anh chị này. Em này có bảo hiểm hai chiều luôn. Đấy, bản này là điều hòa hai vùng nhá, nội thất màu kem. Nội thất nó rất là dơ, hơi bụi tí nhá, trời mưa nên là hơi bụi tí. Để em sẽ spa lại cho đẹp cho anh chị ha. 2021 Luxury. Đã, mới đi có hơn 7.000 cây số thôi, rất là ít đi. Em này lăn bánh là tháng 6 2021 nhá. Tháng 6 2021. Mới tinh hết nhá. Đang là mộc nhất đấy, anh chị thấy máy rất là dơ đây. Nhưng mà mới lắm, rất là mới, những cái chi tiết xe quá là tuyệt vời luôn. Đã, anh chị nào có những chiếc xe đẹp cần bán thì alo giới thiệu cho em ạ. Luôn luôn mua với giá tốt nhất cho chị và thu tại nhà cho chị. Đấy, những anh chị nào mà mình đang bị nợ này, nợ ngân hàng thì em có thể là tất toán khoản vay, tính tiền ra trước để cho chị trả. Cerato nhá, màu đen, đặt tiền vào đến tháng 12 năm 2023. Đã, mới lắm, các chi tiết tay chén này vào hết rồi này. Ok. Đó, cái bậc lên xuống này chống chảy xước. Em này thì về sẽ rửa dọn vệ sinh lại nội thất thôi, là mới đó, chẳng có gì cả. Bên em đã kiểm tra xong hết rồi, anh em đang xử lý giấy tờ bên trong. Em An quay nhanh để cho anh chị tham quan Cerato nhé, một chủ tư đầu, tên tư nhân Luxury 2021. Đấy, máy số keo chỉ zin hết. Em An đang ở nhà đang còn một em màu đỏ nữa nha anh chị nhá, màu đỏ đi 15.000 này. Anh chị nào quan tâm đến màu đỏ thì qua lô em ạ. Tất cả bỏ theo xe hết. Mới tinh 7.800. Sơn dặm một chút, sơn dặm cản trước với một tí cái góc cản sau thôi. Còn về cơ bản thì là nước sơn zin hết anh chị. Mới tinh luôn. Rồi, cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi video của em ạ. Và anh chị nào mình có những chiếc xe đẹp cần bán thì giới thiệu em ạ nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xe này thì bên đây sẽ làm thủ tục và sẽ mang về siêu thị ô tô Bình Dương để phục vụ anh chị. Cảm ơn chị đã theo dõi video của em ạ. Xin chào.